Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy, mùng 7 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin có thật người Việt Nam lo cho nước Mỹ hơn nước Việt hay không? Người Việt Nam trong nước quan tâm đến bầu cử nước Mỹ còn hơn cả bầu cử cho nước mình rất nhiều. Đó là một hiện thực bởi vì cuộc tranh cử nước Mỹ hấp dẫn và khó đoán. Cũng bởi vì Tổng thống Mỹ Donald Trump nhen nhúm cho người Việt hy vọng kháng cự lại với Trung Quốc nghênh ngang thoải mái ngoài Biển Đông. Và cũng bởi một sự đau đớn nhục nhã mà người Việt đang cố giả vờ say sưa với cuộc sống và cuộc bầu cử ở Mỹ để tìm và quên đó là người Việt không có quyền chọn Tổng thống của mình. Đây là hình ảnh vào buổi trưa ngày 3 tháng 11, một chiếc ô tô Ford đã xuất hiện trên đường Sư Vạn Hạnh ở thành phố Hồ Chí Minh với cờ và băng rôn ủng hộ Tổng thống Donald Trump thắng cử. Người Việt đã không thể cầm trong tay lá phiếu đích thực kể từ khi chế độ độc tài toàn trị áp đặt lên đất nước Việt Nam. Mặc dù cái quyền bầu cử ghi rành rành trong hiến pháp, nhưng người Việt chưa bao giờ được sử dụng nó một cách thật sự. Nói ra cứ như một sự cay cú báng bổ vào các vị lãnh đạo vì nước, vì dân kia. Nhưng thật đấy, thật 100% các bạn cứ gặp thẳng một người dân bất kỳ để hỏi xem họ có bầu cho ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí Thư, làm Chủ tịch nước hay không. Và khi nào và ở đâu xảy ra chuyện đó, đố ai biết được. Rồi các ông ấy có tranh cử, có thuyết trình, có tranh luận như ông Trump và ông Biden hay không? Nói ra thì thấy buồn cho đất nước, cho dân tộc mình như một bầy cừu dưới cái roi của đảng. Cứ mỗi 5 năm lại được ngắm những băng rôn khẩu hiệu răm khắp nơi, sáng suốt lựa chọn người tài có đức rồi, bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Nhưng tất cả đều là những trò hề, giễu cợt như những tượng đài trăm nghìn tỷ, chế giễu người dân nghèo mọc lên như nấm sau mưa. Và có thật người Việt Nam lo cho nước Mỹ hơn nước Việt hay không là chủ đề tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu đã đặt ra và bình luận trên trang Facebook cá nhân của mình. Ông viết như sau. Từ mấy tháng trước, hàng triệu người Việt Nam đã dành nhiều thời gian và tâm trí cho bầu cử Tổng thống Mỹ. Càng gần đến ngày bầu cử thì sự quan tâm của người Việt đến bầu cử của Tổng thống Mỹ càng tăng lên. Ba ngày hôm nay thì cả chục triệu người Việt Nam mất ăn mất ngủ vì bầu cử Tổng thống Mỹ. Và sự mất ăn, mất ngủ của hàng triệu người Việt Nam vì bầu cử Tổng thống Mỹ còn kéo dài nhiều ngày nữa. Không chỉ mất ăn, mất ngủ, mà bầu cử Tổng thống Mỹ còn gây ra chia rẽ trong xã hội của người dân Việt Nam. Sự chia rẽ xảy ra không chỉ ở nước diễn ra bầu cử là Mỹ, mà sự chia rẽ diễn ra ngay tại Việt Nam. Chia rẽ không chỉ ở mức tranh cãi, mà đến cả mức hủy bỏ bạn bè. Và sự chia rẽ còn hằn sâu ít nhất là thêm 4 năm nữa, cho nên kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Đây là hình ảnh luật sư Lê Công Định đã phải bộc lộ cụ thể là mình ủng hộ Tổng thống Trump để tránh việc bị phe cuồng Trump công kích. Ở Việt Nam, hiện có nhiều cuộc bầu cử, hết ngày này sang ngày khác, hết tỉnh này sang tỉnh khác đang diễn ra các cuộc bầu cử. Bầu cử diễn ra bất chấp các cơn bão giật cấp 10, cấp 12, bất chấp các cơn lũ lịch sử, nước ngập mái nhà, bất chấp các trận sụt lở kinh hoàng cướp đi nhiều sinh mạng sống. Đó không phải là cuộc bầu cử hội đoàn, đó là cuộc bầu cử chọn người đứng đầu một tỉnh, quyết định sự giàu sang của cả triệu cư dân trên địa bàn tỉnh. Còn sắp tới là cuộc bầu cử liên quan đến vận mệnh của cả 100 triệu dân đất Việt. Thế mà tại sao người Việt lại ít quan tâm đến bầu cử ở nước mình như vậy? Có phải người Việt lo cho nước Mỹ hơn nước Việt hay không? Đây là những câu hỏi mà ai trong chúng ta cũng cần phải tìm ra câu trả lời, nhất là vị trí lãnh đạo, từ cấp xã cho đến cấp trung ương thì càng phải trả lời. Đó có phải là vì ở Việt Nam người thắng cử có số phiếu bầu trúng tới 100% hay không? Hoặc đó có phải là vì ở Việt Nam người thắng cử vì chỉ có một người duy nhất để bầu chọn hay không? Và đó cũng có phải là vì Việt Nam người thắng cử được định đoạt trước khi bầu cử diễn ra hay không? Và đó có phải là vì Việt Nam việc bầu cử chỉ là thủ tục hợp pháp hóa cho một quyết định trước đó hay không? Và đó cũng có phải là ở Việt Nam thì bầu cử không liên quan đến số đông hàng chục triệu cử tri hay không? Và đó có phải là vì Việt Nam người thắng cử chưa đưa lại được những thay đổi cho đa số dân chúng hay không? Có thể nói dài các câu hỏi tương tự, đó là cách tốt nhất để trả lời tại sao người Việt Nam chưa quan tâm đến bầu cử Việt Nam như quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ. Đây là hình ảnh bìa bên phải là ông Bùi Văn Cường, người bị tố cáo đạo luận văn tiến sĩ đến 70% nhưng vẫn tái đắc cử chức bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk với 100% lá phiếu.
trong cuộc bầu cử chỉ có một ứng cử viên duy nhất là chính ông mà thôi. Nhưng mọi sự đều có lý do. Người Việt Nam quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ cũng là vì Việt Nam. Ai trở thành Tổng thống Mỹ là quyền của cử tri Mỹ, nhưng ai trở thành Tổng thống Mỹ mà có lợi cho người dân Việt Nam thì người Việt Nam ủng hộ người đó nhiều hơn. Nhưng người Việt Nam mất ăn mất ngủ vì bầu cử Tổng thống Mỹ còn vì một nguyên nhân khác nữa, đó là ước mơ. Đợi chờ một ngày Việt Nam có cuộc bầu cử mà toàn dân mất ăn mất ngủ. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Và có thể nói sự quan tâm của người Việt Nam đối với bầu cử ở Mỹ là hơn hẳn rất xa so với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Người Việt Nam xem bầu cử ở Mỹ mà hồi hộp không thua gì xem bóng đá giải thế giới World Cup. Và họ đã phải thoát lên: "Chu cha ơi, coi bầu cử mà nó đau tim hồi hộp còn hơn chuẩn bị nhận lời cầu hôn vậy." Facebook Trà My, một cô gái xinh đẹp ở lứa tuổi 20 đưa ra lời bình luận như vậy. Còn fanpage của cô bé Cát Linh là cô gái trẻ đưa ra lời nhận định như sau: "Nhảy vô Facebook của Trump, ông này đang livestream kêu gọi người dân ủng hộ mình và thuyết phục người dân đi bầu cử. Nhảy sang Facebook của Biden, ứng viên đang chạy đua vào Nhà Trắng với Trump, đang nói đến khản cả cổ để người dân bỏ phiếu cho mình, đang thề thề hứa hứa với cử tri. Hai ông này dìm nhau như chưa bao giờ được dìm, thể hiện mình như chưa bao giờ được thể hiện và xem hai bên cũng rất vui. Từ qua thế giờ thì bạn bè khắp nơi cũng nhắn tin quá trời vì bầu cử ở Mỹ. Lạ lắm luôn. Và bầu cử Tổng thống Mỹ thôi mà cả thế giới đã cãi nhau ùm tỏi. Bao giờ Tổng thống nhà mình mà cãi nhau như vậy thì mới đáng quan tâm nhỉ?" Cô bé Cát Linh đã nhận định như vậy. Đây là hình ảnh cuộc tranh cử giữa Trump và Biden luôn gay cấn và chắc chắn sẽ có một kết quả rất xịt xào. Theo dõi bầu cử của nước Mỹ thì cảm tình với ông Trump vì sự gay cấn của một kết quả khó dự báo. Vì báo và đài truyền thông và mạng xã hội liên tục đưa tin khiến cho đa số người Việt đều bị lôi cuốn. Tuy nhiên, giới luật sư và nhà báo thì đa phần cảm thấy một sự thua thiệt mất mát rõ ràng của người dân Việt Nam đã gần trăm năm nay ở tình thế đảng cử dân bầu. Việc tranh cử và vận động bầu cử công khai là tuyệt nhiên không có dưới chế độ độc đảng toàn trị ở Việt Nam. Từng có ý kiến đòi hỏi sự dân chủ công khai trong nội bộ đảng mỗi kỳ bầu bán. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo đảng hầu như cũng không cần đối đáp, không cần trả lời cho ý kiến này của người dân. Bởi thế mới có những danh từ có tính mỉa mai như bầu bán, chia ghế để nói về bầu cử trong đảng mà nhân dân không bao giờ có cơ hội can dự. Một bài viết có tựa đề hơi lạ như "Một dân tộc đói khát" của bác sĩ Võ Xuân Sơn nhằm diễn tả sự đói khát quyền bầu cử của người dân Việt Nam khi nhìn vào nước Mỹ. Ông viết: "Bạn đã bao giờ ngồi ăn mà có cả đám đứng nhìn bạn ăn mà thòm thèm, thậm chí có đứa chép miệng suýt xoa hay chưa? Đã mấy chục năm nay tôi không gặp lại cảnh ấy, hoặc có thể chuyện ấy vẫn xảy ra mà tôi không hề nhận thấy, do tôi quá bàng quang với thế giới quanh mình. Dân Việt Nam bây giờ không còn nhiều người phải thiếu thốn đồ ăn mức đi nhìn miệng người ta ăn nữa. Ngay cả những gia đình bị bão lũ cô lập cũng đã được những cô tiên, những nhà hảo tâm mang đồ ăn đến nơi. Thế nhưng ngày hôm nay, mùng 4 tháng 11 năm 2020 giờ Việt Nam, thì tôi lại thấy cảnh đó suốt cả ngày. Tôi nhận thấy không phải chỉ một đám người mà cả gần như cả một dân tộc đang đói khát và đang hao háu, đang lom khom dòm người ta no nê, phủ phê. Tôi nhìn thấy dân Việt Nam hào hứng với cuộc bầu cử ở tận bên kia nước Mỹ. Đúng rồi, sự tự do bầu cử, tự do bình luận, tự do biểu cảm chính là thứ mà dân tộc này đang đói khát và dân Mỹ thì đang no nê." Đây là hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Cộng sản và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng hồi khóa 12. Và sự thèm khát được quyền tự mình chọn người lãnh đạo đất nước của mình, sự khát khao được bình luận thoải mái về những người sẽ và đang lãnh đạo đất nước của mình, sự đói khát hình ảnh một lãnh đạo dám đối đầu với tổ cộng đã khiến hàng chục triệu người dân Việt Nam trở thành những kẻ hau háu, lom khom, dòm vào miệng người ta khi người ta đang thưởng thức bữa tiệc tự do, dân chủ của họ. Thường thay cho một dân tộc đang đói khát, bác sĩ Võ Xuân Sơn đã bộc lộ cảm xúc của mình như thế. Còn nhà báo Trương Châu Hữu Danh thì nói ngay rằng mình đã 40 tuổi mà chưa đi bầu cử lần nào. Ông viết như sau: "Tôi gần 40 tuổi mà thật lòng là chưa từng đi bầu cử lần nào. Nhiều bạn bè của tôi cũng không đi bầu vì không tin kết quả. Mà thật ra danh sách để cho nhân dân bầu
ai cũng tài đức như nhau, cho dù ai lên hay xuống cũng vô địch muôn năm 100%. Bầu cử ở mình, anh nào cũng 100%, cũng như tỷ lệ học sinh xuất sắc 100%, dù có em đến lớp 2 chưa biết chữ. Mấy năm này, thấy dân mình quan tâm đi bầu cử Mỹ, thấy buồn quá. Người ta chọn ông Trump vì người ta cuồng ông Trump. Người ta chọn ông Biden vì người ta ghét ông Trump, chứ không phải vì cuồng ông Biden. Dân mình quan tâm bầu cử ở nước Mỹ, cũng như là cái cách yêu và ghét Trump vậy. Họ chán cái tỷ lệ 100% giả dối, nên tình cảm đặt tuốt bên Mỹ. Dù ông nào lên thì ông đó cũng vì nước Mỹ, chứ không quan tâm gì đến xứ mình. Ông Biden hay ông Trump làm tổng thống thì nước Mỹ vẫn vĩ đại. Cũng như nước mình, ai lên thì cũng vô địch mùa năm. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã đưa ra lời tâm sự như thế. Còn luật sư Phạm Cung Út cũng kể trên trang Facebook rằng ông chưa từng đi bầu dù nay đã 60 tuổi. Đây là hình ảnh người Mỹ gốc Việt ở Little Sài Gòn ủng hộ đương kim Tổng thống Trump. Ông viết như sau: tính ra nay đã 45 năm, tính kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi chưa từng cầm cái thẻ cử tri để đi bỏ phiếu cho chính quyền các cấp. Có lẽ tôi tin được tuyệt đối về sự lãnh đạo của Đảng, nên đi bầu hay không cũng chẳng là hình thức vô dụng. Vì đi bầu để làm gì cho mất thời gian, vì Đảng đã chọn ai thì hầu như mặc định không cần lá phiếu của người dân làm chi để mắc công kiểm phiếu, người đó cũng sẽ đậu. Có lẽ vì thế, mà dù cho tôi không đi bầu, thì địa phương của tôi cũng đạt thường là 98,98% số cử tri đi bầu trở lên. Hỏi ra thì phải biết, mấy ai đi bầu đâu mà đạt số cử tri đi bầu cực lớn như thế. Phường xã tới tận nhà, lúc cuối giờ hối thúc đi bầu, cả nhà đưa cả chục thẻ cử tri cho một người để người đó bầu ai thì bầu. Vì tin là Đảng đã sắp xếp hết cả rồi. Có nhà, ai cũng bận rộn, phường xã gom hết thẻ cử tri của cả nhà để bầu thay. Thôi thì họ làm gì cũng được, vì Đảng đã chọn thì ai mà cãi lại. Chỉ có nội bộ của họ có thể vì giành ghế mà đấu đá với nhau quyết liệt, nhưng tôi chưa từng thấy vụ án hình sự nào về hành vi gian lận bầu cử nổ ra. Tất nhiên, người ngoài Đảng đừng mơ việc tự ứng cử của một chức vụ ở một ghế của chính quyền, bởi chỉ có họ mới có cái lý lịch đỏ chót, chẳng qua là để đó từ từ kết nạp Đảng sau mà thôi. Luật sư Phạm Cung Út đã bình luận như vậy. Luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội thì đưa ra dòng trạng thái tóm tắt với số kết quả bầu cử 100% ở Việt Nam rằng Đông Lào thắng lớn, mỗi vị trí có một ứng viên. Còn ông Bùi Văn Cường tái đắc cử chức bí thư tỉnh Đắk Lắk với kết quả 100% phiếu bầu. Ông Dương Văn Thái cũng trúng cử bí thư tỉnh Bắc Hà Giang với 100% phiếu thuận. Ông Hoàng Trung Dũng trúng cử bí thư Hà Tĩnh với 100% phiếu tín nhiệm. Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử bí thư Hà Nội với 100% số phiếu. Rồi các tỉnh Hà Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Điện Biên đều có số phiếu 100% trúng cử cho một ông hay là bà bí thư nào đó. Phải công nhận rằng Việt Nam vô địch thế giới về cái khoản bầu cử này. Luật sư Lê Quốc Quân chua chát bình luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 11 năm 2020 với bản tin Có thật người Việt Nam lo cho nước Mỹ hơn nước Việt hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.